Em có cái tài lẻ gì không? Dạ em có tài lẻ là lái máy bay giấy. Trời ơi hết hồn nghe, lái máy bay giấy. Bạn hãy thử ngửi và đoán xem đối phương sử dụng mùi nước hoa nào. Rồi xin mời em bước qua. Thường là em xịt chỗ nào nhiều nhất? Cổ tay. Anh tiếp nhé. Này em chịu rồi. Chào em. Dạ chào chị. Nãy giờ đợi lâu chưa? Dạ cũng lâu chị. Cảm giác như thế nào? Dạ cũng hồi hộp chị ạ. Hơi hồi hộp ha. Dạ. Bây giờ đợi chị Tường ra mời bạn gái của em vào đây nha. Dạ. Rồi. Ghế ra kia ngồi vô. Rồi ngồi xuống. Rồi sau khi đã vào vị trí của mình rồi thì các bạn có thể tháo mặt nạ ra rồi đó. Chị ơi giúp em. Ok. Rồi xin chào hai bạn. Chào chị. Dễ thương quá. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu lớn cho đối phương nghe về họ tên, quê quán, công việc của mình. Vì mình cách nhau một trái tim ở chính giữa nha. Mình phải nói lớn thì đối phương mới nghe rõ được. Rồi mời em trai. Dạ chào chị Cát Tường. Chào bạn đối diện và chào các khán giả chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản anh chưa. Thì mình tên là Tống Xuân Trưởng, năm nay 36 tuổi. Trước đây thì là giáo viên dạy toán trung học phổ thông. Còn hiện tại thì em đang xây dựng một cái kênh YouTube và tham gia vào đầu tư bất động sản. Đầu tư bất động sản là hết đi dạy rồi? Dạ em nghỉ dạy khoảng 6 năm rồi. Nghỉ dạy 6 năm rồi. Quê ở đâu? Dạ em hiện tại đang ở Đồng Nai. Quê em là ở Ninh Bình. Hiện là định cư Đồng Nai. Hiện tại giờ đang ở Đồng Nai luôn? Dạ. Đồng Nai là khu nào? Thị trấn Vĩnh An gần Thủy Điện Trị An chị ạ. Gần Thủy Điện Trị An. Em dạ. Biết chỗ đó không? Nghe thôi chứ em chưa từng tới ạ. Rồi vậy em giới thiệu về mình đi. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào các khán giả đang theo dõi. Em tên là Diễm Phương, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em đang tham gia giảng dạy tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, cũng đi dạy. Em dạy gì? Dạy về gì? Em ở khoa quản trị kinh doanh ạ. Là mình dạy hệ gì? Em dạy đại học. Dạy đại học quản trị kinh doanh. Dạ. Wow, cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 27 ạ. 27 tuổi, đi dạy được mấy năm rồi? Dạ em mới ạ. Mới đi dạy? Dạ. Hiện tại mình đang ở đâu? Hiện tại em đang ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Em có thường hay lên thành phố chơi không? Dạ em cũng hay lên đó. Ừ. Thấy có vẻ ngành nghề là hợp đó. Cô này dạy quản trị kinh doanh ha. Dạ, em đang muốn phát triển kinh doanh, hai bên có thể hợp tác được với nhau ha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là sống tình cảm, nên lại là tự lập, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn điểm yếu là cũng hơi tự ti một chút, với lại là hơi cầu toàn. Sao lại tự ti? Một thầy giáo rồi bây giờ công việc cũng ổn định mà tự ti. Lý do tự ti cái gì? Với bản thân em thấy mình cũng chưa có gì đặc biệt lắm á, nên là cũng không được tự tin lắm. Còn em có ưu điểm với khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì nhiều người nhận xét em hiền ấm áp. Bản thân em thì thấy điểm mạnh của mình là khá là rõ ràng trong tất cả mọi chuyện và có sự quyết đoán. Nhưng mà điểm yếu thì cũng hơi nhút nhát trước đám đông và thao tác thì cũng hơi chậm chạp. Lúc như vậy có chậm không? Dạ không, cố gắng dạy đúng giờ. Cố gắng dạy đúng giờ. Em có cái tài lẻ gì không? Dạ em có tài lẻ là lái máy bay. Lái máy bay giấy. Trời ơi hết hồn nghe, lái máy bay giấy. Hàng chi bữa nay đi quay hình đem theo hộp máy bay giấy. Tụi nó ủa ông này chơi trò chơi con nít hay gì vậy? Đâu lái sao đâu, em lái thử chị coi biểu diễn thôi. Lái máy bay giấy là phóng máy bay vậy hả? Tức là mình ném nhưng mà điều khiển cho nó bay về cái chỗ mình ném. À hồi đó hồi nhỏ em có chơi xếp máy bay cho mượn chiếc máy bay coi. Hồi đó em có chơi cái trò xếp máy bay vậy không? Dạ có. Ví dụ như mình phóng đi là nó đi luôn đúng không? Đi luôn. Ê nó bay về kìa. Trời ơi nó bay về kìa. Chị có khiếu ghê ha. Vô đó thấy chưa. Em phóng thử coi. Em phóng sao nó bay về lại em nha. Rồi cắm đầu rồi. Rồi bây giờ để xem anh ấy biểu diễn nha. Hãy nhìn chiếc máy bay của anh ấy. Dạ cái này ném này phải đầu tiên nó phải cân đối chứ cái đó. Nên em điều chỉnh xíu. Anh bẻ bẻ cánh máy bay. À, đôi khi nó cũng fail chị. Thì đúng rồi. Tại vì đó. Em cũng hơi run nên là không biết là nó có thành công. Bình thường là em ném nó về vị trí của em luôn. Rồi ném thử cái nữa coi. Nếu không có gì là nó về rồi. Cản địa. Tiếp đi. Tiếp hết nó luôn đi. Đừng đổ thừa. Rồi máy bay đã cắm đầu xuống đất. Chơi đi em. Thử cái cho nó vui em. Ráng em ném trúng ảnh giùm chị coi.
đó. Được rồi, được. Ờ, máy bay đã thành công, đã về đến điểm đích, bên này ném qua bên đây nhận được rồi, vui không em? Hai mốt về hai đứa có hẹn hò cái chiều chiều, cái hai đứa ngồi hai đầu cái phóng qua phóng lại vậy nó cũng vui rồi ha. Rồi tình trường thì sao cưng? Dạ em trải qua hai mối tình, một mối tình thì kéo dài khoảng 3 năm, và mối tình thứ hai thì khoảng hơn 2 năm, thì em chia tay cách đây khoảng 4 năm rồi. 3 năm với 2 năm là cũng khoảng thời gian rất dài, tại sao lại chia tay? Mối tình đầu tiên nó thì do là bạn gái lúc quen nó thì đang đi học, lúc đó em đi dạy rồi, còn bạn gái thì mới vô năm nhất. Lúc đấy thì nói chung em cũng chưa có nghĩ đến cái việc là sau này như thế nào, tại vì nếu mà có kết hôn thì bạn gái cũng phải ra trường, nên là hầu như là em cũng không có đề cập đến vấn đề đấy. Thì sau này khi chia tay xong thì nói chung là hai người vẫn là bạn bè. Người ta trách em là không có ngỏ lời đúng không? Người ta trách là quen em mà đó giờ anh chưa bao giờ anh đề cập đến cái việc là sẽ cưới em. Đúng rồi, cái đó là cái sai của em. Phụ nữ tuổi thanh xuân ta đâu có bao nhiêu, học thì học chứ, mà em cưới người ta vẫn cưới chứ bộ. Rồi cái mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì bạn gái em cũng đi du học, thành ra là thời gian bên nhau cũng không có nhiều á, quen xa nên là tình cảm nó, tức là khi mà có luôn chuyện thì cũng không có cách để mà giải quyết được. Từ lúc chia tay đó tới nay là bao lâu rồi? Dạ gần 4 năm. Gần 4 năm. Lý do tại sao 4 năm qua không tìm được ai? Thật ra là em cũng có gặp gỡ người này người kia nhưng mà vẫn chưa tìm được đối tượng. Chưa có người đúng ý ha. Rồi còn em, tình trường của em như thế nào? Em có một mối tình chính thức. Lúc đó là khi em học lớp thạc sĩ, quen nhau cũng được gần 2 năm. Nhưng mà là em chủ động chia tay bởi vì em thấy là người này không đáng để tin tưởng, anh ấy lập trường chưa vững, còn một mối quan hệ khác. À, em quen bao lâu thì em mới phát hiện là anh ấy còn những mối quan hệ khác? Dạ cũng gần 2 năm ạ. Quen 2 năm, vậy là 2 năm kia là anh giấu kín mít, không biết. Dạ. Nhưng mà em có cái dấu hiệu gì em phát hiện, anh em có bắt gặp? Không có bắt gặp, nhưng mà có những chuyện như là quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, gia đình của em đều biết, bạn bè đều biết, nhưng mà anh ta chưa từng công khai em với gia đình. À, vậy là và luôn lấy rồi một lý do là vì anh chưa ổn định. Vậy thôi rút kinh nghiệm lần sau nha. Dạ. Em cũng rút kinh nghiệm, quen ai mà thấy được rồi thì mình phải ngỏ lời, chứ phụ nữ người ta đâu có thể nào chủ động được. Còn em cũng vậy nữa, mình quen người ta vài ba tháng mà thấy ổn rồi mà người ta không có ý nào là dẫn mình về, dù có tìm hiểu cũng phải đến nhà đến cửa chứ. Dạ, đúng không? Phải biết nhà cửa rồi người ta như thế nào, biết đâu nhà ta có vợ có con rồi sao, cái đó nguy hiểm lắm đúng không? Phải công khai, còn mà đã không dám công khai là có vấn đề, chia tay sớm bớt đau khổ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người bạn gái là biết quan tâm đến gia đình, là tiếp người truyền thống nhưng mà cũng hiện đại một chút. Về ngoại hình? Cao khoảng 1m55 trở lên. 1m55 trở lên. Da trắng thì tốt. Da trắng một chút. Vừa người dễ nhìn, không quá mập, không quá ốm. Thôi kệ, chút em tự đo. Rồi. Có điểm nào em không thích ở người bạn gái? Em không thích bạn gái là hay càm ràm, không trung thực. Em thích một người là đơn giản một xíu thôi. Cô này thì đơn giản rồi đó. Trung thực thì chị nghĩ là có của tính đạo đức của một giáo viên rồi đó. Còn cái vụ càm ràm thì phải hỏi nha. Càm ràm có không cưng? Cũng có. Đó, có. Phải chấp nhận. Không có người phụ nữ nào mà không càm ràm hết trơn á. Đừng vượt quá là được ạ. Ăn thua mình thôi. Thí dụ người ta nói mình có vấn đề gì đó mình phải làm. Còn mình không làm thì người ta nói hoài, tới chừng nào mình làm thì thôi. Ăn thua mình nữa. Còn em thích người bạn, mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một mẫu người đàn ông của gia đình. Tuy nhiên là vẫn có một cái dự định, một cái kế hoạch để phấn đấu riêng cho sự nghiệp. Một người có thể chia sẻ và cảm thông, lắng nghe. Rồi, dạ. Cái đó chị nghĩ là được. Anh này cũng trưởng thành chỉnh chạc rồi, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống rồi. Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì dễ nhìn, cao thì chỉ cần trên 1m6 thôi. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai nữa không? Không thích người giả dối, không thích những người không rõ ràng dây dưa với những mối quan hệ cũ, và không thích những tệ nạn xã hội hiện nay. Em hy vọng rằng anh không hút thuốc, cũng không cờ bạc, cũng không xăm mình. Có hút thuốc uống rượu cờ bạc xăm mình gì không? Dạ hút thuốc thì không, uống rượu thì uống rất là ít. Không, cái đó được, đàn ông phải có biết giao lưu thôi, chứ còn bản chất thì cũng không thích uống rượu. Không hút thuốc. Dạ không. Giỏi hút thuốc. Quá vậy. Ổn. Em thì định hướng là sẽ sinh sống và làm việc luôn ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là em cũng mong muốn là đối phương cũng có thể làm việc ở đây. Cái này là phải hai bạn phải trao đổi lại với nhau. Vâng. Chút xíu mình, tại vì hiện giờ không, thật ra là định hướng của em cũng là lên thành phố. Ôi vậy hả? Nhưng mà chắc khoảng 5 đến 7 năm nữa. Tức là tùy theo điều kiện. Tùy theo điều kiện, vậy thì cũng ok rồi. Với là ăn thua là cái tình yêu của các bạn đủ lớn hay không thôi.
bây giờ thì trên tay của Duy Tường, trời ơi hình gì túi thui vậy. Đâu, tại vì đưa cái hình của em coi. Ít khi chụp hình á. Trời ơi cái gì nguyên một cuốn ghê vậy. Em không có in kịp. Nè à, cho em xem. Lựa ảnh đi. Ôi. Trời ơi hình như vậy thì làm sao mà người ta tìm được. Được được à, trang kia thôi, trang kia thôi chị. Nhiều quá. Mò kiếm đi em. Biết đâu giống như mò kim đáy biển vậy đó, trúng số độc đắc trúng làm sao. Em cho ảnh ba cái gợi ý gì vậy em đi. Vui vẻ. Vui vẻ. À, dễ thương. Dễ thương. À, đứng gần người đeo mắt kính. Đứng gần người đeo mắt kính. Còn em cho cổ vài gợi ý. Không quá cao. Không quá cao. Quá cao. À, chụp hình thì hay cười. Hay cười. Thôi được rồi, nhiêu đó thôi. Không quá cao hay cười. Không quá cao hay cười. Rồi lựa đi, chúng ta có 30 giây để lựa hình. Thôi em chọn đại nè. Anh nào? Anh này nè. Rồi, anh này. Ôi ôi cái mặt túi thui vậy mà cô cũng chọn nữa. Lý do tại sao em chọn anh đó? Cảm giác. Cảm giác thôi ha. Rồi thôi em cứ giữ tấm hình đi. Rồi một chút xíu mở cái cửa trái tim này ra để em cho mọi người biết là kết quả em đúng hay sai. Em nghĩ là chắc người này. Tại sao em chọn cô đó? Tại vì gần mắt kiếng mà dễ thương thì chỉ có hai bên ở đấy là chỉ có hai người nữ thôi. Nói thiệt là chị cũng chưa biết có phải cổ hay không nữa. Thôi một chút xíu em tự hỏi cổ đi ha. Cổ chọn cái tấm hình ấn tượng dữ lắm. Bây giờ là thời điểm quan trọng, chị Tường sẽ mở cửa trái tim và hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Trước tiên là hãy xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Mở cửa trái tim. Chào em. Chào anh ạ. Sao coi hình đi coi đúng không? Hình như em đã sai rồi đó. Còn em hình hỏi như, cổ coi. Hình như anh cũng sai nốt. Sai luôn rồi. Đây nè. Ủa em đâu em chỉ coi. Ảnh chọn em là cái cô áo đen này nè. Cô áo đen, đen này. Cô áo đen này đẹp nhất lớp em đó. Đẹp nhất lớp em. Nè. Đâu em đâu. Nè thấy chưa. Ở đâu đưa tôi coi. Ba tấm đều có em đó. Trời ơi trời. Cổ nè. Dạ. Trời ơi con núp đây sao ta nhận ra. Tấm dưới không có nốt. Tấm dưới cũng không có nốt. Nói chung chúng ta đã sai trong khâu chọn hình rồi. Hy vọng bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn ăn trưa cùng nhau, trò chuyện cùng nhau ít phút nữa. Hy vọng các bạn sẽ có những cái giác quan nó trùng khớp với nhau nha. Xin mời đồ ăn. Rồi à, thay mặt chương trình mời hai bạn ăn một món ăn cũng rất là ngon. Đó là bò lúc lắc bánh mì. Bây giờ chị Tường cũng ra ngoài ăn đây. Trưa rồi, đói bụng rồi. Chúc hai bạn có một bữa ăn ngon miệng. Và hãy nhớ trao đổi với nhau thẳng thắn nha. Cái gì mình thắc mắc, mình cần hỏi, mình cứ trao đổi với nhau. Mời em. Mời anh. Nói chung là cảm nhận anh về em thì khá hiền. Nó nhìn khuôn mặt đó, thì là khá là hiền. Tính tình thì em chưa biết, nhưng mà nhìn sơ qua thì dạ. Giọng nói thì vì hồi nãy có nhiều thông tin chưa rõ lắm, cho nên bây giờ em nghĩ là em sẽ tranh thủ thời gian để mà hỏi anh. Vậy là bây giờ anh đang ở Biên Hòa? Anh ở huyện Vĩnh Cửu, cách Biên Hòa khoảng 30 cây. Dạ, thì hiện tại anh đang ở với gia đình hay là anh ở một mình? Hiện tại là anh ở một mình. À, kế bên là nhà ba mẹ anh luôn. Dạ. Anh nhà anh có mấy anh em? Nhà anh thứ hai, có chị với là hai em gái nữa. Vậy và là mọi người đều lập gia đình hết rồi. Dạ. Nhà em thì chỉ còn một em gái thôi. À em là còn em gái nữa. Dạ, em gái sau em. À. À, em thì dự định ví dụ kết hôn của em thì có lâu không? Kế hoạch của em là sẽ tìm hiểu tầm 1 năm và nếu mà năm sau mà cưới được thì quá tốt. À, em không biết dự định của anh đối với chuyện hôn nhân như thế nào. Anh cũng khoảng cỡ đấy. Vì anh thì nói chung là mọi người nhận xét là anh cũng hơi cầu toàn, nên là anh cái thời gian tìm hiểu của anh nó hơi lâu. Em tuy em giảng dạy nhưng mà ngoài cái giờ hành chính ra em còn nhiều công tác khác nữa. Thường xuyên về trễ, cuối tuần cũng có đi, thì anh có sẵn sàng chia sẻ với em, hỗ trợ em với công việc trong gia đình không? Anh rất sẵn sàng. Dạ. Nhưng mà công việc của em nó bận lắm hả? À, tương đối là bận. À, vì trước anh cũng có tìm hiểu một số bạn á, cái việc mà gặp nhau đã hiếm, tức là cái thời gian sắp xếp gặp nhau rất là khó. Dạ. Nhưng mà về nhà thì nói chuyện với nhau, tại vì mình phải trao đổi, giao tiếp nhau nhiều thì mình mới hiểu nhau á. Nhiều khi mình cũng không có được tìm hiểu được nhiều á, không biết là có hợp hay không á. Thì không biết là nếu mà em bận như vậy thì cái thời gian mà hẹn hò thì Thì về phía anh thôi, anh có sẵn sàng đi từ đó lên đây để thăm em hay không? Hiện tại thì công việc của anh không có mất nhiều thời gian. Nhưng bao lâu thì em có thể lên thăm cổ được một lần? Bạn gái đây bảo bận như vậy thì em theo bạn gái luôn á. Tức là hay bạn ấy luôn lịch, là sao? Theo lịch bạn đấy luôn. Từ nhà em lên tới chợ cổ là khoảng mất thời gian bao lâu? Chắc khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi hả? Dạ.
tiếng rưỡi cũng nhanh mà, chạy không đá cái vèo tiếng rưỡi, dạ, thanh niên rồi. Mà gần lắm. Anh Thu là em có thời gian dành cho ảnh hay không, hay là em đi dạy đi làm suốt? Dạ thì em cũng có lịch, cũng có kế hoạch chứ không phải là ngày nào cũng như vậy. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game vui vui với nhau nhé. Tường yêu cầu mỗi bạn sẽ bóc một cái lá thăm. Mời em. Rồi hãy đọc lớn lên. À, bạn hãy thử ngửi và đoán xem đối phương sử dụng mùi nước hoa nào. Rồi xin mời em bước qua. Thường là em xịt chỗ nào nhiều nhất? Cổ tay. Anh tiếp nhé. Này em chịu rồi. Có mùi gì không? Dạ có nước hoa này. Nói chung là cái nước hoa, xài nước hoa của em thì em thích, tức là nhẹ, không có quá nặng. Vậy là anh không nhẹ quá, anh không đáng ra luôn. Anh chứ cái này cũng hơi khó đối với ảnh. Mời em. Rồi hãy đọc lớn lên yêu cầu của chương trình dành cho em. À, anh này được nè. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất: hát, đọc thơ, MC giả giọng. Trời ơi, trúng nghề luôn rồi. Rồi làm gì làm đi. Em đọc thơ đi. Rồi đọc thơ đi. À, em sẽ đọc đoạn cuối cùng trong bài Hoa cỏ mây của nhà thơ Xuân Quỳnh. Rồi. Khắp nẻo chân đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ rơi đầy, lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Thời có ý lắm đó dạ, nha. Có ý ạ. Có ý hết đó nha. Ai biết lòng anh có đổi thay. Và bây giờ trước khi hai bạn tiến đến cái việc quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không, thì tôi muốn hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói cho đối phương biết về cảm xúc thật sự của mình như thế nào trong cái cuộc gặp gỡ này. Mời em trai nói trước. Cảm nhận của anh với em thì hiền, chững chạc và cũng là cái hình mẫu mà anh tức là anh muốn tìm hiểu. Còn em? Thì mọi thứ mà anh chia sẻ thì em thấy cũng khá phù hợp. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Từ nhắc cho hai bạn nhớ cái nút bấm này rất quan trọng. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau ha, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân dưới sự chứng kiến của rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Hãy quyết định, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó nha. Không phải bấm nút chỉ để làm quen biết, để làm bạn bè, mà bấm nút là chúng ta chấp nhận là bạn trai, bạn gái vậy với nhau, hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu một cái mối quan hệ để tiến tới hôn nhân. Nhắm mắt lại, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn bấm rất là nhanh ha, đã về chung một nhà rồi. Xin mời hai bạn qua một bên. Trời ơi, nãy giờ chưa tặng hoa luôn. Rồi thôi bấm nút rồi tặng hoa cũng được. Rồi anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng cho anh, không biết anh thích không, nhưng mà đây là một tác phẩm mà em rất là thích. Mong là anh cũng thích nó. Ồ, anh cảm ơn. Cái dạ. Phẩm này thật ra anh cũng đã đọc qua mới, nhưng mà mới đọc một lần thôi. Dạ. Rồi, anh sẽ đọc lại. Không, nhưng mà em thích là mốt anh đọc cho em nghe. Rồi ok em. Dạ được. Thôi được rồi, tình cảm quá rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Và một nụ hôn đầu tiên để làm kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trên chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rồi, xin phép nhé. Cô giáo rất là thẹn thùng, e ngại. Đây, dì Tường thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những cặp vé xem phim từ hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Dạ, đây là một cái không gian tuyệt vời để hai bạn đến xem phim và tìm hiểu nhau nha. Dạ. Chúc hai bạn sẽ tìm hiểu nhau, rút ngắn cái khoảng cách và sẽ sớm về chung một nhà. Thế thì thấy là cặp đôi này là xứng lắm đó, về cả ngoại hình, về tính cách là hợp lắm á. Chờ tin vui của hai bạn nha. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, là kênh fanpage của bạn muốn hẹn hò. Xin chào và hẹn gặp lại.